Tôi được 36 bạn rồi. Thiếu 8 bạn nữa. Mấy em còn lại trong lớp cứ nghe thầy nói rõ mà. Nghe nó rõ thì giơ tay lên thì xem. À, mấy em bỏ tay xuống đi. Trước thì chúng ta học tới đây, học tới đây các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, có phương pháp cộng đại số, phương pháp thế, phương pháp vẽ đồ thị nè, rồi phương pháp dùng máy tính điện tử FX500MS gì đó. Thì bữa nay chúng ta sẽ học cái cách giải máy dùng máy tính 500MS với lại giải hệ ba phương trình ba ẩn số nữa. Rồi, hệ phương trình giải hệ phương trình bằng máy tính cây xô FX500MS. Thì ở đây mấy em chỉ việc bấm theo cách người ta chỉ thôi. 500 m và 570 m đây nha, 570 plus VN gì đó. Thì lát nữa thì nói sao. Ví dụ giải hệ phương trình này bằng máy tính thì đầu tiên giống em phải mở máy tính lên, nhấn nút on không? Sau đó em nhấn nút mode, nhấn nút mode thì nhấn nút mode một lần nữa rồi nhấn số 1, số 2 đó. Thì coi như mấy em đã vô chọn được cái cách để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn rồi đó. Ghi vô số 2 này nè, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đây đó. Sau khi đã vô được rồi cái cách vô vô được cái chương trình để giải rồi đó, thì mấy em bắt đầu nhập cái hệ số vô. Đầu tiên mấy em nhập số 3 nè, nhập số 3, mỗi lần nhập xong các em nhấm vô bằng bằng cái. Cái này là nhập số 1, nhấm vô bằng cái. Số 11 nhấm vô bằng. Số 5 nhấm vô bằng. Ở đây trừ 4 thì em phải nhấn dấu trừ trước. Từ số 4 nhấm bằng, nhập vô. Rồi trừ 10 nhấm bằng. Đó. Sau đó em phải nhập thêm một con dấu bằng một lần nữa thì nó mới ra được kết quả. Ở đây dấu bằng này để cho nhập số 10 vô thôi. Sau đó mấy em nhấm vô bằng một lần nữa, nhấn vô bằng nữa thì nó ra hết bằng 2. Nhấn tiếp vô bằng thì hiện y bằng 5. Như vậy em nên có nghiệm như thế này thôi. Đây 5. Còn đối với cái máy tính mà hiện đại hơn á, là 507 plus hoặc là 570 VN plus gì đó. Thì cái khúc dưới này nó giống hệt mấy em. Cái khúc ở hình chữ nhật này giống hình. Nó chỉ khác cái khúc này thôi. Thì mấy em cũng mở máy lên, mấy em nhấm nút mode. Sau đó mấy em nhấn 5 rồi mấy em chọn 1 mod 51. Cái số 5 á, thay vì mod chỗ này thì mấy em nhấn mod số 5, chọn số 5. Rồi chọn số 1 rồi xong, không cần bấm cái gì ở đây nữa. Rồi sau đó mấy em làm y chang như đây. Rồi, nó sẽ ra kết quả là 2 với 5. Giờ chúng ta làm cái ví dụ khác nha. Rồi hệ phương trình này á, mấy em giờ bấm máy tính mới làm giải nhanh coi nó ra nghiệm là bao nhiêu nha. 2, 3, 4.
trừ 1, 1, 2. Rồi, mấy em bấm như này coi. Nghiệm là A, B, C hay là D, chọn nào đây? Bạn nào bấm ra rồi giơ tay lên cho thầy xem. Em bỏ tay xuống đi để thầy cập nhật lại. Có bạn bấm rồi hả? Nhanh dữ người ta. Quyền Trang. Dạ thưa thầy, con ra là câu câu Con B trừ 2 phần 5 với 8 phần 5. B. Rồi, Quyền Trang ra đó. Để thầy hỏi thêm bạn khác coi. Bạn Ngọc An. À, giống luôn, cũng là câu B luôn. Bấm lên coi nha. Tìm máy tính. Rồi, bấm số vô. Chọn B, đúng rồi. Quá nhanh luôn. Em chọn máy tính rất là nhanh. Bạn nào là xài máy tính 570ms thì chúng ta làm còn nhanh nữa. Bớt một nút bấm là cái số 2 đi, không? Chọn mode 51. Rồi, nhập 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 vô. Xong mình dấu bằng thì nó ra. Bây giờ chúng ta giải toán bằng cách lập hệ phương trình. Bạn dân mua trái cây 10 quả quýt, 7 quả cam với giá như đây. 10 quả quýt, 6 quả cam hết như đây. Rồi như vậy chúng ta chỉ cần cái nào không biết thì chúng ta đặt x thôi. Rồi giá tiền mỗi quả quýt là x, giá tiền mỗi quả cam là y. Đấy. Nghĩa là 10x cộng 7y thì bằng bao nhiêu đây tiền? Dưới đây là 12x cộng 6y bằng bao nhiêu đây tiền? Rồi bấm máy nó sẽ ra. Rồi mấy em ra coi kết quả là bao nhiêu tiền mỗi quả quýt và bao nhiêu tiền là mỗi quả cam. Thầy không bấm giải nha. Để mấy em làm coi. Bạn nào làm rồi giơ tay lên, mấy em bỏ tay xuống, đọc thầy cập nhật lại. Có ba bạn rồi, nhanh dữ người ta. An này, bạn Hoàng Khánh, Dạ, bao nhiêu tiền đây một quả? là quả quýt một quả là 800 đồng, còn quả cam một quả là 1.400 đồng. À, đó là các đáp án của bạn Hoàng Khánh. Bây giờ thầy hỏi bạn khác. Bạn Anh Tuấn, một quả Dạ, của con. quýt Dạ, của con cũng là một quả quýt bao là nhiêu? 800 đồng và một quả cam là 1.400 đồng. Dạ, alo thầy. Hãy xem đọc bài để có thể phương trình như sau. Rồi bấm máy một cái bằng 800 thì bằng 1.400, đúng rồi. Hai bạn giải vô cùng chính xác, phải không? Rồi một chứ, hai ẩn thì vậy. Bây giờ chúng ta qua ba ẩn nha. Nội dung thì người ta nói sơ là chút xíu. Ba ẩn cũng vậy thôi. Chương trình bậc nhất đây. Bậc nhất luôn luôn có vô số nghiệm với học tập nghiệm là một cái đường thẳng này. Y bằng như thế này, phải không? Đây đường thẳng. Đường thẳng thì đương nhiên nó tập hợp của nhiều điểm. Và mỗi một điểm thì là một nghiệm của nó đó. Hai nguyên bậc nhất nó có dạng như thế này. Các phương pháp dễ: thế cộng đồ thị hoặc là sử dụng máy tính. Mấy ngày lần trước chúng ta học rồi, cái này thì hệ thống mới lại chút xíu thôi, em khỏi phải ghi ha, thì qua luôn. Rồi bài tập về nhà 1, 2, 3, 4 5 thì khoan làm nha, tại 5 nó bậc 3 gì đó. 7B, 7C cũng khoan làm luôn, nó bậc 3. Thì mấy em làm 1, 2, 3, 4 6, 7A, 7B thôi. Đó. Cái đó là hệ hai phương trình hai ẩn. Bây giờ chúng ta sẽ qua hệ hai ba phương trình ba ẩn. Cách giải cũng vậy thôi.
Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn. Đó. Giờ mấy em cái này em phải ghi nha. Phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là như thế này. A cộng B cộng C, Z, nó thêm cái Z, ẩn Z bằng D. Cái D này lúc nào mà em cũng phải chuyển qua vế bên phải cho em. Bạn nào để qua vế bên trái này là coi chừng nó giải nó bị sai dấu đó. Rồi, không cũng giống giống vậy. Hệ phương trình bậc nhất bằng có dạng tổng quát là như thế này. Hệ 4. Rồi mấy em ghi cái like này vô nha. Rồi ghi cái like này vô. Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn. Rồi thầy qua cái line này nhé. Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn. Đây. Hệ số 4 đây. Phương pháp giải. Phương pháp giải này nó cũng có cộng đôi số phương pháp thế, cũng giống như là hai phương trình hai ẩn vậy em. Mà giải với những cái bằng cách đó thì nó hơi dài, ở đây ta bấm máy để nhanh hơn. Đây.
Phương pháp khử dần dần, khử dần dần tức là thế vào, còn phương pháp thế này. Phương pháp thế đại khái là phương pháp thế đó. Phương pháp thứ hai là phương pháp sử dụng máy tính. Cái cách này là hay sử dụng hơn, cái này nó dài, ba ẩn này nó rất là dài hơn. Chúng ta khử từ từ, khử thế x rồi thế y, khử hai cái ẩn đó rồi còn lại ẩn z. Sau đó chúng ta thấy ngược lại chúng ta để tính hết đi. Thí dụ bây giờ giải hệ phương trình này. Coi thì khử thì sao, khử dần thì sao. Đầu tiên nhân 1 với trừ 2 rồi cộng với 2. Đấy. Nhân 1 với trừ 2 rồi cộng với 2 thì đương nhiên là nó mất cái x đi mấy em, nó mất cái x đi, cộng đại số, cái này mất cộng. Thế nó cũng là mất đi từ từ. Đây. Đây cái chỗ này nó mất x. Có được 4 và nó mất x nó còn này. Y chết. Rồi nhân 1 với 4 rồi cộng với 3 người ta được 5 lại đây. Đấy, coi như khử mất cái x rồi, khử mất một cái ẩn x rồi nè. Ta dùng phương pháp thế nó vẫn khử được cho mấy em. Phương pháp thế nó vẫn khử được những cái ẩn. Rồi, ở đây thuộc đây người ta là dùng phương pháp cộng đại số, người ta chưa thế. Rồi như đây còn con mất x rồi còn y với z thôi, như này ta giải cái hệ này ra y z thì ta thấy ngược qua đây thôi, giải cái hệ nhỏ chỗ này rồi cộng 4 với 5 đây, 4 với 5 nè, 4 với 5 ta giải cái hệ nhỏ này, 4 với 5 coi như y mất đi còn z đó, còn z thấy chưa này. Như vậy z ở đây là bằng trừ 1 phần 2 rồi, sau đó có một cái rồi chúng ta thế ngược lên ta tính y. Rồi có y với thế ngược vô ta tính x. Từ 6 cho suy ra z. Đây đúng rồi, z là trừ 1 phần 2. Rồi thay z vào 4 thì tìm được y. Thay y z vào 1 ta tìm được x. Đó. Đây. Z. Y. X. Cái luận nghiệm của cái hệ đã cho là như thế này. Đó, là mấy em ghi cái line này vô.
Rồi tao qua like kế tiếp nhé. Bây giờ sử dụng máy tính Casio, nhập cây số vào máy, giải rất nhanh bằng cách ấn các phím mod mod 13. Nãy là mod mod 12 đúng không? Còn cái máy mà 507 VN hoặc là 507 plus gì đó thì mấy em nhấn mod một lần rồi nhắm 5, nhấn số 5 rồi nhắm nhấn số 2 nữa là được. Mod 52 mấy em hay nói tắt là mod 52. Thì vô là chúng ta có thể giải được là hệ phương trình 3, vậy 3 phương trình 3 ẩn được rồi. Và sau đó là cách bấm nhấn hệ số thì nó giống hệt như ở đây mấy em. Từng hệ số mỗi lần nhấn thì có thêm dấu bằng. Mỗi lần nhấn thì nhớ có dấu bằng. Đúng rồi. Đây, mỗi lần ấn phím là tương ứng vào số đó là cái dấu bằng để nó nhập vô. Và cuối cùng nhấn theo dấu bằng nữa để ra đáp số. Hay dấu bằng liên tục. Ở đây thì A1 là một số 1 là cái bài nãy người ta cho đó. Ra kết quả cũng giống y hệt như vậy. Rồi thầy nhắc lại nhé. Nhập từng hệ số thì nhập hệ số thì nhập giống nhau. 507 thì chỉ khác cái chỗ này tí xíu là nhấn mod một lần thôi. Rồi nhấn 52, mod 52 này. Còn cái máy 500 ms thì máy đời cũ là em phải nhấn cái này hai lần thôi. Mod mod rồi 13. Hồi nãy là mod mod 12 nha. Rồi bài tập về nhà thì mấy em làm hết tất cả các bài nhé, từ bài 1 cho tới bài 7 trang 68 sau 9. Một hai ba bốn, một hai ba bốn, bảy A bảy B, rồi thêm là năm sáu bảy C bảy D nữa đó, là trang 68 69. Rồi thời gian lại thì mấy em lấy bấm những cái bài tập đó cho thầy, trước sau cũng thấy luôn. Tiếp sau thì coi như chúng ta làm cái bài tập này rồi tiếp tục luôn. Làm hết, nói chung là làm hết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ABCD và trang 68 số 9 em làm hết rồi nộp cho thầy nhé, trong tiết này và trong tiết tới luôn. Được coi lớp 44 bạn đầy đủ rồi. Alo thầy, nói với em nghe rõ mà. Dạ. Ừ.